Nhà người ta nghèo tiền chứ không nghèo lòng tự trọng đâu bà nhá. Tôi cũng có cái ý như bà, thế nên giờ tôi đi sang nhà thằng Hiếu nói chuyện đây. Nhưng mà phải đợi nó nghỉ làm, không vội thì mới nói chuyện rõ ràng với nhau được. Bà cứ nói với nó, nó nghe hay không nghe là việc của nó. Mà con cãi cha mẹ là trăm đường con hư đấy bà. Còn thằng Hiếu ấy à, nó muốn mua vàng cho con nó, đấy là việc của nó. Chứ con vàng bà ngoại cho thì phải để cho con bé nó nhận, sao nó còn làm của hồi môn chứ. Nay về sớm nhé. Vợ tôi chút việc bận nên là tôi đi đón con. À này, thế cái vụ sao mai ông hỏi thêm được kiến thức gì chưa? Vụ này thì ông đừng hy vọng gì nhiều. Mọi đầu mối tôi quen đều nói vụ này chắc chắn dính án, không ai dám can thiệp. Có chuyện này tôi định nói, không biết có nên nói với ông không. Tôi nói ra có gì không phải ông bỏ qua nhá. Có cái gì mà cứ rào trước đón sau đấy. Tôi với Hồng có gì không nói được nào. Tôi muốn biết cái tình cảm vợ chồng ông dạo này thế nào. Vợ chồng tôi vẫn bình thường, sao? Có chuyện gì ông nói thẳng ra đi. Chẳng là hôm qua tôi gặp Linh ở quán cà phê, vợ ông ngồi tâm sự với người yêu cũ. Còn trường hợp của bà Mỹ thì thế nào? Cô Mỹ là cấp dưới của Khang, cũng là người làm việc trực tiếp với các bên trong quá trình định giá. Tôi nghe bên dưới đồn đại nhiều lắm ạ. Đồn đại thế nào? Thì cậu Khang đã tạo cơ chế cho cô Mỹ hoạt động, trực tiếp chỉ đạo cô ta tiếp xúc với các bên có liên quan. Nhưng mà cũng chỉ là tin đồn thôi. Hồi đó tôi bận quá, không có thời gian kiểm chứng. Trong quá trình làm việc với bà Mỹ, anh có biết trong số các hộ dân được hưởng giá cao hơn mặt bằng chung có mấy người là người nhà của người này hay không? Dạ thưa, lần rà soát danh sách cuối cùng, chị Mỹ có chủ động nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, như đã khai ở trên, toàn bộ công tác nghiệp vụ được kiểm soát rất chặt chẽ. Giữa chúng tôi có sự ăn ý trong công việc giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng tôi khẳng định là không có quan hệ lợi ích. Trước mắt, chúng tôi phải tạm giữ anh để phục vụ công tác điều tra. Chắc, từ từ đã. Xin quên mất đấy. Anh mua hộp màu nước cho Phương. May quá, tí thì anh quên. Cảm ơn anh với. Anh vẫn còn nhớ à? Nhớ chứ. Còn hẹn với nhau là đi vẽ một buổi nữa cơ mà. Cuối tuần mà em rảnh ấy thì đi nhá. Cảm ơn anh nhá. Anh về cẩn thận. Cô Linh ạ, con vừa về đến nhà.